ăn hồ duy hải kịch bản vụ án khác hẳn so với kết quả điều tra sau hàng loạt tiết lộ quan trọng về chứng cứ bút lục của vụ án và rất nhiều bàn ảnh rùng rợn lúc nửa đêm cùng với lộ lực phân tích của các chuyên gia cùng góp ý của bàn đọc thì các chứng cứ ngoại phạm của hồ duy hải dường như đã rõ cơ quan điều tra đã có những sai phạm nghiêm trọng đến mức độ bỏ sót đi thủ phạm thậm chí có một bàn tay lông lá nào đó thò vào để cố tình tiêu hủy vật chứng, giấu đi những bút lục quan trọng, bóp méo lời khai của nhân chứng để tạo dựng quy kết trái sự thật và đem hồ duy hại làm một hình nhân thế tội cho hung thủ. Điều mà công luận sừng sốt hơn là sự đồng tình khó hiểu của 17 vị thẩm phán tối cao với một nhận định cố chấp u mê đến kỳ lạ, dù sai nhưng vẫn không làm thay đổi bản chất vụ án. Giới luật sư và người có công tác liên quan đến pháp lý đều thấy rõ những biến tướng làm sai lệch vụ án Hồ Duy Hải. Chính luật sư Trần Hồng Phong đã tư vấn cho và Nguyễn Thị Loan mẹ Hồ Duy Hải yêu cầu khởi tố, yêu cầu khởi tố hành vi làm sai lệch hồ sơ đã gửi đi với những căn cứ chứng minh cụ thể từ năm 2017 nhưng các cấp có thẩm quyền vẫn im lặng. Để tự hình Hồ Duy Hải, cơ quan tố tụng dựa vào lời khai của anh Hồ Văn Bình và anh Đinh Vũ Thường. Anh Bình khai, từ 19 giờ khi anh ghé khi anh ghé gửi xe ở bưu điện, đã thấy có một thanh niên ngồi bên trong đang nói chuyện với Hồng. Hơn 19 giờ 30, anh ghé lấy xe thì bưu điện này vẫn còn ngồi đó với Hồng và hơn 19 giờ 30, anh thường cũng thấy một thanh niên ngồi bên cạnh Hồng. Rõ ràng trong các thời điểm vài chục phút chỉ có một thanh niên và một và thanh niên này ngồi từ hơn 19 giờ. Anh Hồ Văn Bình đã thấy cho đến khi anh Đinh Vũ Thường cũng nhìn thấy lúc 19 giờ 13 phút 39 giây. Hải còn nghe cuộc điện thoại của anh đang khi Hải đang ở tiệm cầm đồ thì người mà anh Hồ Văn Bình và anh Đinh Vũ Thường đều nhìn thấy không thể là Hồ Duy Hải được. Vậy người đó là ai? Có hai thanh niên đến bưu điện cầu voi buổi tối xảy ra vụ án mạng. Theo đó, ông Phong cho rằng sau phiên xét xử giám đốc thẩm, ông tiếp tục thu thập nhiều tài liệu khác chứng minh có nhiều vấn đề mâu thuẫn chưa được giải quyết trong các bản án của tòa. Đặc biệt, ông Phong nghi ngờ một số bút lục rút ra khỏi hồ sơ cho thấy các bút lục này bị rút nhằm chứng minh Hồ Chí Hải là hung thủ của vụ án. Cụ thể là bút lục 139, 140, 141, 142 là lời khai của nhân chứng Đinh Văn Còi. Anh Còi khi đó là công an tỉnh Long An và anh Lê Thanh Trí. Tối ngày 13 tháng 1 năm 2008, anh Đinh Văn Còi và bạn đến bưu điện cầu voi mua thẻ điện thoại. Lời khai của anh Còi và bạn không phù hợp với lời khai của các nhân chứng khác trước đó. Theo đó, liệu có phải có hai thanh niên tới bưu điện Cò Voi vào buổi tối đó hay không? Cụ thể các bản án, kết luận điều tra và cáo trạng đều thể hiện nhân chứng Đinh Vũ Thường đến bưu điện để gọi điện vào lúc 19 giờ 39 phút. Thì thấy một thanh niên mặc áo ngắn tay màu trắng đang ngồi nói chuyện trên ghế sofa, có thể đang bấm điện thoại, còn anh Đinh Văn Còi và bạn đến bưu điện. Sau anh Đinh Vũ Thường, theo lời khai của anh Còi thì lúc này khoảng 19 giờ 43 phút hoặc trễ hơn. Cả hai anh đều có thời gian Đứng sát quầy lâu hơn Nhìn rõ mặt và trang phục của người thanh niên hơn Hai anh cũng có lời khai trùng khớp nhau Không có chiếc xe nào ở ngoài sân Và thấy một người thanh niên Mặc áo thun màu vàng khoảng 28 đến 32 tuổi Tuy không có xe ở ngoài cửa Nhưng anh còi lại thấy có một chiếc xe Có nạn nhàn hiệu Novo ở phía trong Như vậy có thể thấy Có hai thanh niên ngồi trong bưu điện cầu voi Tối 13 tháng 1 một thanh niên mặc áo trắng, theo lời khai của anh Thường, và một thanh niên mặc áo thun ngắn tay màu vàng theo lời khai của anh còi tuy nhiên do bút lục về lời khai của anh đinh văn còi và anh lê thanh trí đều không có trong hồ sơ xét xử của vụ án nên những vấn đề này chưa từng được nêu ra theo một số người cùng làm với nguyễn mỹ son tại tiềm vàng kim long gần khu vực bưu điện cầu voi thì chiếc xe novo là của chủ tiềm vàng chủ tiềm vàng có một chiếc xe novo loại một đèn màu xanh với cái chính ghế đầy máu và với tấm thớt đầy máu Cùng lời khai có một chiếc xe Novo đầu tài bưu điện. Tôi nghĩ hung thủ đã được xác định từ lâu rồi. Chiếc xe Novo ở thời điểm năm 2008 ở một thôn quê muốn biết là của ai thì dễ lắm. Giờ có lẽ hung thủ nên đi từ thú thì hơn. Tại phiên sơ thẩm và phiên phúc thẩm, Hồ Duy Hải không hề nhận tội, nhưng qua miệng 17 vị thẩm phán tối cao thì họ nói Hồ Duy Hải nhận hết. Phiên tòa hỏi đáp rất nhiều, thư ký viết thật nhanh nên chữ không đẹp, nhưng tất cả ai biết chữ đều đọc được nội dung, có lẽ 17 vị thẩm phán tối cao. Và đám dư luận viên kêu gào, mặc dù không có chứng cứ, nhưng Hồ Duy Hải đã nhận tội. Mọi người xem Hồ Duy Hải nhận tội chỗ nào. Ông tránh án Nguyễn Hòa Bình làm quyền và vi phạm 3 điều luật, 3 điều của bộ luật tố Tổ tụng hình sự. Như có tin ông Nguyễn Hòa Bình không phải là thẩm phán, đã từng được đưa lên mạng khá lâu, thì trong thâm tâm tôi rất mong mình sai để có thể cúi đầu xin lỗi ông Nguyễn Hòa Bình một cách chân thành. Nhưng đến nay vẫn không thấy ông Nguyễn Hòa Bình không lên tiếng. Hoặc là nếu cậy mình ngất ngưỡng ngôi cao, không thèm hà mình đối thoại với một thằng nguyên nhà báo tép riu như tôi, thì ông có thể sai một đề tử nào đó lên tiếng rằng ông Nguyễn Hòa Bình đã được cố chủ tịch nước Trần Đại Quang, quyền chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hoặc chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm chức danh thẩm phán tòa án nhân dân tối cao tại quyết định số bao nhiêu ngày tháng năm nào kèm theo đó là bản chụp cái quyết định đó chẳng hạn. Bởi tôi dám chắc là ngay sau khi bài viết ông Nguyễn Hòa Bình được tôi đưa lên mạng, thì hàng trăm thằng đệ tử, trong đó có cả bọn dư luận viên, bọn bào đỏ và bọn AK-47, đã lon ton chạy đến tâu với ông rằng, anh ơi, có thằng tép riêu, nó dám vuốt râu hùm, là dám nói xấu anh rồi, xin xin anh cho chúng em dẹp nó đi. Thế có nghĩa là điều tôi viết là hoàn toàn chính xác, ông Nguyễn Hòa Bình không phải là thẩm phán, bởi theo quy định tại Điều 3 khoản 6, để được trở thành thẩm phán phải được đào tạo nghiệp vụ xét xử luật tổ chức tòa án nhân dân tối cao thì ông Nguyễn Hòa Bình không đủ tiêu chuẩn để được bổ nhiệm thẩm phán. Vì ông chưa được đào tạo về nghiệp vụ xét xử, theo luật tổ chức tòa án nhân dân, đã không phải là thẩm phán thì dù có là ông trời, ông Nguyễn Hòa Bình cũng không được phép tham gia xét xử bất cứ một phiên tòa nào, dù chỉ là một phiên tòa cấp huyện. Ấy vậy mà, ấy vậy mà ông lại dám ngồi tót sổ sàng lên ghế chủ tòa phiên tòa giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao để xét xử. Làm quyền đến thế là cùng. Không chỉ làm quyền, mà khi ngồi vào ghế chủ tòa phiên tòa giám đốc thẩm để xét lại hai bản sơ thẩm, phúc thẩm vụ án, giết người và cướp tài sản. Ở Bưu điện Cầu Voi, ông Nguyễn Hòa Bình còn ngồi sủng trên ba điều luật của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đó là điều 21. Bảo đảm sự vô tư của người có thẩm quyền. Tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người phiên dịch, người dịch thuật, người giám định, người định giá tài sản, người chứng kiến không được phép tham gia tố tụng nếu có lý do cho rằng họ có thể không vô tư khi thực hiện nhiệm vụ. Khoản 3 điều 49, các trường hợp phải từ chối hoặc phải thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, khoản 3 quy định có căn cứ rõ ràng khác để cho rằng họ có thể không vô tư trong khi làm nhiệm vụ. Điểm C khoản 1 điều 53 thay đổi thẩm phán hội thẩm khoản này quy định người có thẩm quyền tiến hành tố tụng sẽ bị thay đổi nếu đã tham gia xét xử sơ thẩm phúc thẩm năm 2011 với tư cách là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao ông nguyễn hòa bình đã ký thông báo không kháng nghị vụ án bưu điện cầu voi vì hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm đã tuyên án tử hình hồ duy hải là đúng người đúng tội đúng pháp luật như vậy rõ ràng là đã có đủ căn cứ rằng Ông không vô tư trong lần xét xử giám đốc thẩm cũng như vụ án đó khi ông ngồi vào ghế chủ tọa. Vì nếu ông ngồi vào ghế chủ tọa thì bản án bác kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã được tuyên trước khi phiên tòa giám đốc thẩm diễn ra. Quyết tâm ngồi lên ghế chủ tòa phiên tòa giám đốc thẩm, bất chấp mình không phải là thẩm phán, bất chấp các điều 21, 49, 53 của Bộ Luật Tố Tổ Tụng Hình Sự là ông Nguyễn Hòa Bình đã thể hiện quyết tâm giết Hồ Duy Hải bằng được. Nhưng cho đến nay Hồ Duy Hải chưa chết mà mặt ông Nguyễn Hòa Bình đã giống như cái thớt tang vật trong vụ án bưu điện cầu voi được điều tra viên ra chợ mua về rồi. Nhưng câu chuyện cái thớt xin kể một câu chuyện xảy ra cách đây nghìn năm thời nhà Tống bên Trung Quốc có một thằng gian thần là Tần Cối. Chính Tần Cối đã nình hót xui vua Tống giết Nhạc Phi một vị tướng đại tài một người chủ trương chống lại quân Kim lúc đó đang xâm lược nước Tống và đã đánh thắng quân Kim rất nhiều trận Chính việc giết Nhạc Phi đã khiến Triều Tống tham bại, vua tôi nước Tống bị bắt hết về làm tù của nước Kim. Sau này người ta tạc hai pho tượng đá, quỳ trước mộ Nhạc Phi, đó là tượng vợ chồng Tần Cối, trên đầu Tần Cối đổi một cái thớt. Bên cạnh cái thớt đó là một cái dùi, để những người đến viếng thăm mộ Tần Phi dùng cái dùi đánh vào cái thớt đó, như là đánh vào mặt tên gian thần Tần Cối. Từ đó những kẻ gian thần bị người ta gọi là phường mặt thớt. Theo phiên tòa giám đốc thẩm vụ án bưu điện cầu voi do ông Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa, chắc chắn sẽ được lưu danh vào sử sách. Sau này, tôi dám chắc rằng trong sân trụ sở tòa án nhân dân tối cao sẽ có một thằng người bằng xi măng cốt sắt, quỳ trước thần công lý, trên đầu đội một cái thớt. Thằng người đó chính là ai, chẳng cần nói, chắc cộng đồng mạng cùng đã hiệu Ai muốn cầm cái dùi gò vào cái thớt trên đầu thằng người đó, xin hãy ráng chờ, không lâu nữa đâu. Cả xã hội lúc dịch hòa đói kém vẫn dành sự quan tâm rất lớn tới kỳ án bưu điện cầu voi với từ tù hơn 12 năm đằng đằng, lúc nhân tội, lúc kêu oan không dứt. Họ đủ tren, không hẳn, họ có lẽ thấy bản thân mình, bạn bè mình, con em mình trong đó. Án dân sự, sự sao cũng được, nếu sửa sai, thường chỉ khiến người ta uất ức, mất tài sản, phá sản, thành vô gia cư, nợ nần trong chất. Những án hình sự mà lòng lèo chứng cứ buộc tội, không suy đoán vô tội, thì bất cứ ai cũng có thể vào tù có thể bị tước đi quyền quý giá nhất là quyền được sống. Họ lần mò bàn án, các bút lục, phân tích các mâu thuẫn, men theo các chứng cứ gờ tội, như những thám tử, điều tra viên, có thể trả ích gì với tòa án nhân dân tối cao lúc này, nhưng biết đâu lại được đấy. Quan trọng hơn, lò mò đó sẽ góp phần đánh thức thiện lương và trí tuệ trong mỗi người, để họ hiểu rõ suy đoán vô tội là gì, một nền tư pháp văn minh, tiến bộ mà xã hội ta đang hướng tới trước đây mình thỉnh thoảng có xin phép vào trại giam phỏng vấn phạm nhân cả các giám thị quan giáo có lòng nhân ái sau này mới biết phía sau những tờ giấy khô khốc là kết luận điều tra cáo trạng bản án có thể còn có những góc tối mà chạm vào là bật máu hay là bật dậy cả những phần người mà họ có lúc tưởng rằng được chết đi còn hơn là phải sống chúng ta sẽ không bỏ cuộc chừng nào lương tâm còn thúc bách và niềm tin mong manh về sự nghiêm minh của luật pháp còn tồn tại thì chúng ta sẽ tiếp tục yêu cầu công lý cho Hồ Duy Hải. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc cho đến ngày bản án tử hình của Hồ Duy Hải bị hủy bỏ. Và vụ án phải được điều tra lại từ đầu theo đúng quy định của pháp luật. Chúng ta cần phải lên tiếng vì công lý, đề nghị bắt khẩn cấp điều tra viên Lê Thành Trung để điều tra lại hành vi cố ý làm sai lịch hồ sơ của vụ án bưu điển cầu voi năm 2008. Chừng nào chưa bị xử lý thì chưa bỏ cuộc, hành vi giết người quá rõ ràng rồi mong mọi người hãy sáng suốt mà phân biệt đúng sai, chứ đừng vì lý do quá trình điều tra sai sót mà cố biện minh cho hành vi sai trái của mình. Người đã chết hy vọng hung thủ sẽ nhân tội, để đừng làm khổ ai nữa. Cố lên mẹ loan, cố lên em Thủy, mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ thôi. Xưa chỉ có một mình gia đình mẹ và em, giờ có thêm cộng đồng rất quan tâm. Mẹ và em ráng giữ gìn sức khỏe, để đón anh của em vào một ngày gần thôi. Chúc gia đình mẹ và em luôn được bình an nguyễn my son trong vụ án hồ duy hải làm thuê quanh năm vẫn ga lăng với nạn nhân vụ án đối tượng nguyễn my son liên quan đến vụ án hồ duy hải bỗng dưng làm nóng dư luận mấy ngày qua tương tự như nguyễn văn nghị gần đây theo công an tỉnh long an là nguyễn hữu nghị nguyễn my son rất thân thiết với nạn nhân bị sát hại trong vụ án là nguyễn thị ánh hồng nhân viên bưu điện cầu voi trong những ngày qua chúng tôi tiếp tục lần tìm về tỉnh quê quán của nguyễn my son và biết được rằng hơn chục năm qua, nhân vật này chỉ làm thuê, làm mướn quanh năm. Thế nhưng, trước khi người yêu của Son là chị Hồng bị sát hại, thì Son cực kỳ ga lăng với chị Hồng, làm thuê vẫn sắm vàng cho người yêu. Sau khi vụ án hai nạn nhân bưu điện cò voi, xà Nhị Thành, huyện thủ Thừa, tỉnh Long An, xảy ra vào tối 13 tháng 1 năm 2008, Nguyễn Mỹ Son cùng nằm trong các đối tượng bị cơ quan điều tra triệu tập lấy lời khai. Khai với cơ quan điều tra, Nguyễn Mỹ Son cho biết, Tháng 3 năm 2007, son lên thành phố Hồ Chí Minh làm thuê tại đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn My Son Khai, tôi thường xuyên về bưu điện Cầu Voi, sống chung như vợ chồng với Hồng, một tuần tôi về một ngày, gần nhất là vào thời điểm, vào thời điểm Hồng bị sát hại là vào thứ tư, mùng 9 tháng 1 năm 2008. Sáng thứ năm ngày mùng 10 tháng 1 năm 2008, tôi về thành phố Hồ Chí Minh làm thuê tiếp Son khai với điều tra viên Nguyễn Mỹ Son cũng khai nhận với cơ quan điều tra rằng đã tặng cho người yêu là chị Hồng một số tài sản gồm một chiếc nhẫn kiệu có cần hột đá màu trắng phía trên khoảng 2 phân vàng 18k một chiếc nhẫn kiệu không hột trọng lượng 2,5 phân vàng 18k một chiếc nhẫn cưới có in tên Son Hồng có gắn hai hột đá có gắn hai hột đá trắng trọng lượng khoảng 5 phân vàng 18k chiếc nhẫn gồm bảy vòng hoặc 5 vòng trọng lượng 4 phân, một chiếc lắc tay kiểu trọng lượng khoảng tầm 4 phân, về quê vẫn làm thuê quanh năm, nhằm làm rõ các điểm mờ xung quanh vụ án Hồ Duy Hải đang gây xôn xao dư luận. Chúng tôi đã về tận quê quán của Nguyễn Mỹ Son, mong gặp được Son để có một chút thông tin. Nơi Son đăng ký hộ khẩu thường trú là ấp Vĩnh Tiến, xã Hữu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Khi chúng tôi đến thì hàng xóm đều biết chuyện Son từng liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải. Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi tìm đến căn nhà mái tôn, phía trước có đúc cột tường xi măng quét vôi màu xanh lá. Căn nhà này là của cha mẹ Nguyễn Mỹ Son, nhưng theo những người hàng xóm thì Son về quê ở chung với bố mẹ già đã hơn 10 năm nay. Nghe nói Son có vợ nhưng hiện tại không thấy vợ ở chung nhà mà chỉ thấy Son và con trai khoảng 4 tuổi sống chung với bố mẹ. Nghề của anh ấy là làm thuê, làm mướn, ai mướn gì thì anh ấy làm, như chở rơm thuê, múc bùn, đào đất phun thuốc sâu, anh Son làm hết. Hằng ngày anh ấy đi làm thuê, ít khi ở nhà, con thì gửi cho ông bà nội chăm sóc nuôi dự. Anh Hà, người hàng xóm gần nhà anh Son cho biết, thật may mắn trên đường trở về, chúng tôi đã gặp ngay bà ảnh, mẹ của anh Nguyễn My Son và con trai Son. Bà ấy nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét, bà thừa nhận bà là mẹ của anh Son. Chúng tôi hỏi, xin được gặp anh Son thì bà trả lời, nó đi mừng rồi, đi làm hai ba bữa nữa mới về. Khi biết mục đích gặp anh Son để tìm hiểu xung quanh vụ án xảy ra trước đây, bà ảnh nói, bây giờ tôi nói với chú, tôi thì tôi không biết gì hết trơn. Muốn gì thì đời nó về, tôi sẽ nói với nó, chứ tôi không biết. Chúng tôi xin hỏi số điện thoại của anh Son thì bà ảnh nói, nó có số điện thoại nhưng tôi không biết. Cái vụ số điện thoại của con cái, tôi không biết. Bà ảnh cho biết thêm, từ ngày có vợ, nó ở đây với tôi. Ai kêu gì muốn gì, nó làm lấy. Cái gì cũng làm, múc bùn, phun thuốc sâu chờ rơm làm hết. Chúng tôi đã tiếp xúc với Trung tá Hồ Tấn Vân, trưởng công an xã Hữu Thành. Ông Vân cho biết, Son có hồ khẩu thường trú ở đây. Ba của Son là Nguyễn Văn Lang. Vợ và con của Son thì không thấy đăng ký hồ khẩu ở đây. Ông Vân cũng cho biết rằng Son làm thuê, làm mướn ở khắp các tỉnh, Sóc Trăng, Cà Mau, Cần Thơ. Son đi làm xa, có khi 9-10 bữa mới về nhà một lần. Ông Vân cho biết. Tuy nhiên để xác định chính xác Son tạm trú ở đâu, số điện thoại như thế nào thì ông Vân nói chúng tôi không thể nắm được và bây giờ chỉ có chứng minh thư thôi. Đi hay ở bất cứ đâu, đâu có cần đăng ký tạm trú tạm vắng. Một điều rất kỳ lạ, sau khi về tận nhà, quê quán, dù chưa được gặp trực tiếp Nguyễn My Son nhưng đập vào mắt chúng tôi là nhà cửa, đời sống. Việc làm của Nguyễn My Son là không khá giả. Hơn 12 năm trôi qua, kể từ ngày vụ án xảy ra, Nguyễn Mỹ Son vẫn không có việc làm ổn định. Trái lại, Nguyễn Mỹ Son phải tất tạ ngược xuôi, đêm ngày làm thuê làm mướn. Như trước đây, Son khai với cơ quan điều tra là về thành phố Hồ Chí Minh làm thuê, làm thuê quanh năm. Nhưng khi yêu Nguyễn Thị Ánh Hồng, Son vẫn cực kỳ ga lăng, tăng nhận, lắc vàng cho người yêu, mà không phải người con trai làm thuê nào cũng có được. Cơ quan quốc hội đang xem xét vụ án Hồ Duy Hải. Tổng bí thư quốc hội Nguyễn Anh Phúc đã chủ trì buổi họp quốc tế về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa 4. Tại cuộc họp, Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, một số đại biểu Quốc hội có kiến nghị gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội để nêu ý kiến, kiến nghị về vụ án. Ông cho biết rằng, ngày 8 tháng 5 năm 2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã có kết luận phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải quyết định giữ nguyên mức án được Tòa sơ thẩm phúc thẩm tuyên y án tử hình đối với hồ duy hải ở nhiệm kỳ trước quốc hội đã thành lập đoàn giám sát liên quan đến vấn đề này do phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu làm trường đoàn và phó chủ nhiệm ủy ban tư pháp lê thị nga làm phó trường đoàn sau đó ủy ban tư pháp đã có kiến nghị về vụ án hồ duy hải ông phúc cho hay ông nói quá trình này cũng cho thấy gia đình hồ duy hải liên tục khiếu nại kêu an dư luận trong nước và quốc tế cũng rất quan tâm Hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Vụ án Hồ Duy Hải, tài sản bị cướp vô chủ, trong khi Dương Yến Ngọc và 17 vị thẩm phán cùng đám dư luật viên ra sức hô hào Hồ Duy Hải cướp tài sản, kinh thì sẽ chỉ chỗ bán vàng, bán nhẫn thì 17 chiếc nhận tăng vật có số phận thật là kỳ. Bốn chiếc nhận lục soát tù cá nhân của Hồ Thị Thu Thủy, em gái Hải, để đưa vào tăng vật sau bản án được trả lại cho khổ chủ hai chức nhận cận hột và 893.000 đồng tăng vật. Cơ quan thi hành án cùng đem trả về cho nhà Hồ Duy Hải để giao cho mẹ của tử tù. Tuy nhiên cả nhà chứng hưởng với món tăng vật kỳ lạ này nên không chịu nhận. Do mẹ Hải không nhận thi hành án cùng rối não không biết là của ai, cuối cùng thì cơ quan thi hành án phải họp liên ngành. Viện kiểm sát, tòa án, công an để coi tăng vật là của ai. Cuối cùng họp xong, cũng không biết là của ai, cho nên liên ngành chơi kiểu kinh trùng chia đều. Nhà Hồng và nhà Vân mỗi người một nửa, tiền thì dễ chia, mỗi nhà 446.500 đồng, còn hai chiếc nhẫn Do không biết của ai nên Hồng là chỉ được giao trước cận 5 hộp, Vân là em được giao trước cận hai hộp. Tôi chỉ biết kêu trời với cách xử lý này, rốt cục tiền và nhận ngoài của Thủy thì còn lại là của ai. Sau đây là biên bản trao trả tăng vật, kính gửi thi hành án dân sự tỉnh Long An, do phần quyết định của bản hình sự, sơ thẩm số 97 năm 2009, hồ sơ sơ thẩm ngày 28 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2008 của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An xét xử vụ án Hồ Duy Hải tội giết người và cướp tài sản, tuyên xử lý vật chứng và một số tài sản còn thiếu và chưa xác định gây khó khăn cho công tác thi hành án. Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã có văn bản chính thức bản án số 10 ngày 25 tháng 8 năm 2009 nhưng trong quá trình thi hành án, thì số tài sản một nhẫn kim loại màu vàng cần 5 hộp đá trắng, một nhẫn kim loại màu vàng cần 2 hộp đá trắng, số tiền 893.000 đồng. Theo bản án tuyên trả lại cho bà Loan, mẹ của Hồ Duy Hải, bà Loan không nhận lại vì quá trình điều tra, cơ quan điều tra không thu giữ số tiền trên của gia đình. Hiện chưa biết xử lý ra sao, nên cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Long An mời liên ngành, tòa án, viện kiểm sát, công an họp để xử lý số tài sản trên. Tòa án nhân dân tỉnh Long An xin đính chính, bổ sung phần quyết định bản án như sau. Tại phần quyết định bản án, trang 10 dòng 15 từ trên, trả lại các tài sản như sau cho một Nguyễn Thị Rưỡi, một xe mô tô loại Dream 2, biển số 62F50842, 2 Nguyễn Thị Loan, 4 nhân kim loại, một trắng, 3 màu vàng, 3 trả lại cho Đinh Phú Hùng, một ghế gọng kim loại, loại niềm mút, Bốn trả lại cho Nguyễn Văn Hội một đôi dép xốp màu trắng của chị Nguyễn Thị Thu Vân đã chết, một nhẫn kim loại màu trắng cần 5 hộp đá trắng, một nhẫn kim loại màu vàng cần hai hộp đá trắng và số tiền 893.000 đồng do cơ quan điều tra thu giữ là tài sản của các bị hại. Nhưng không thể xác định được đây là số tài sản của bị hại Vân hay là của bị hại Hồng. Do đó cần tuyên trả cho hai gia đình bị hại số tài sản trên. Một ông Nguyễn Văn Mừng đại diện nhận số tiền 446.500 đồng và một nhẫn kim loại màu vàng cần 5 hột đá trắng. Hai ông Nguyễn Văn Hồ đại diện nhận lại số tiền 446.500 đồng và một nhẫn kim loại màu vàng cần hai hột đá trắng. Từ những tài liệu được tung ra trong thời gian gần đây, chứng minh rằng công an tỉnh Long An đâu phải yếu kém về nghiệp vụ. Công an đã chụp rất chi tiết về hiện trường vụ án, dù là những chi tiết nhỏ nhất và những lời khai của nhân chứng rất đầy đủ chắc chắn đang còn những hình ảnh và những lời khai khác nữa mà mọi người chưa được biết. Và câu hỏi đặt ra, ở đây tại sao có những nhân chứng, lời khai và hình ảnh có lời cho Hồ Duy Hải bị bỏ ra ngoài hồ sơ vụ án? Rõ ràng đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tuyên án tử hình một con người, hai nạn nhân chết oan, nhưng lại đã có quá nhiều vấn đề gây băn khoăn cho dư luận. Có khắc phục được không? Có khắc phục được không? Nếu điều tra lại, điều tra lại những chứng cứ, tài liệu hiện có thì có thể xác định rõ thời điểm chết của hai nạn nhân hay không. Từ đó rò lại những chứng cứ ngoại phạm của các nghi can, điều tra lại có xác định được rõ hơn thời điểm được cho là Hồ Duy Hải có mặt tại bưu điện cổ voi hay không. Điều tra lại để thực nghiệm hiện trường lại để xác định rõ với các tình tiết dắt con dao sắc bén ở bụng. Như vậy có thể thực hiện một loạt hành động mạnh mẽ dứt khoát được như vậy hay không? Cầu mong cho hai linh hồn các nạn nhân sớm được yên nghỉ cầu mong cho thủ phạm thực sự của vụ án sớm phải trả giá đắt trước pháp luật và lương tâm